Rồi như vậy khi mà chúng ta nói về overload á, là các cái phương thức này nó phải cùng một phạm vi, tức là cùng trong một cái class nó trùng nhau thì chúng ta mới bàn. Chứ còn nếu mà nó nằm ở hai cái class thì nó có trùng nó cũng không ảnh hưởng gì cả. À, bởi vì một bạn tên Hùng của nhà bên này và một bạn tên Hùng ở nhà bên cạnh không quan tâm, không liên quan gì nhau cả. Nhưng mà nếu mà trong nhà có hai bạn Hùng là có chuyện, không biết bạn Hùng nào cả. Cho nên nếu muốn thì phải là Hùng anh, Hùng em gì đó. Chứ còn nếu mà chúng ta gọi chung một cái tên thì không phân biệt được. Ở trong này đối với lại cùng một phạm vi mà các method cùng tên, thực ra nó chỉ cùng tên thôi, bắt buộc nó phải khác. Mình sẽ có là kiểu dữ liệu trả về là một, tên là hai, dữ liệu đầu vào là ba. Như vậy ba yếu tố để tạo nên một phương thức, nó chỉ cần khác một trong ba là được, là có khác chứ thực ra không giống. Chú ý nha. Như vậy thì nó có là kỹ dữ liệu nè, tên nè, dữ liệu đầu vào, ba yếu tố để tạo nên một phương thức. Miễn rằng hai phương thức nó khác nhau một trong ba yếu tố là được, nghĩa là hai phương thức đó hoàn toàn khác nhau rồi đó. Nó trùng tên thì trùng nhưng mà khác kết quả đầu ra, trùng tên thì trùng nhưng mà khác kết quả đầu vào thì cũng là một phương thức khác. Khi nó gọi thì nó nhìn cái trả về và nó nhìn cái đầu vào thì nó sẽ gọi đúng cái phương thức đó, được ha. Như vậy chỗ này mình sẽ demo một cái class public class, ví dụ như là tính. Trong cái class tính này mình có cộng trừ nhân chia, mình có kiểu in cộng mở ngoặc in a phẩy in b, và public cộng mình sẽ return a cộng b chấm phẩy, return a cộng b chấm phẩy. Tương tự hả, a cộng b tương tự, mình có một cái phương thức y luôn, không có gì khác cả, thì nó sẽ báo lỗi, đúng không nào? Nếu như mình làm y chang nó sẽ báo lỗi. Chỗ này mình thay đổi kiểu float, nếu như mình thay đổi kiểu float a cộng b, trong này float kiểu một là mình thay đổi kiểu, hai là mình có thể là thay đổi số lượng, thay đổi số lượng. À, chỗ này thêm một cái c nữa, c cộng c. Như vậy chúng ta có thể thay đổi kiểu, thay đổi số lượng thì nó đã cho chúng ta một cái hàm, nó có cái cùng tên nhưng mà kiểu dữ liệu đầu vào và số lượng dữ liệu đầu vào khác nhau thì nó không có báo lỗi và nó chấp nhận. Ở dưới này nếu như bạn gọi cái tính t bằng new tính, mình gọi mình xuất ra ha, console write, tại vì nếu mà mình gọi không thì nó không có ý nghĩa gì hết. T chấm cộng, ở đây cộng thì chúng ta chẳng biết cộng nào đúng không, chúng ta mở ngoặc ra nó sẽ cho chúng ta cộng là float hay cộng là cái gì, cộng là in
Nó có rất là nhiều dưới này nè. Đây. Nó có mấy kiểu luôn ha. Thì lúc này các bạn sẽ có thể là duyệt qua là nó có bao nhiêu cái phương thức. Như vậy cộng của mình ở đây, ví dụ như mình có 2,4 ha. Cộng của chúng ta 2,4. Như vậy nó đã tính được tổng cho mình. Mình cũng có thể dùng lại T2 cộng 4 cộng 6. Hoặc mình cũng có thể dùng lại 2.6. 2.6 cộng 4.7. Kiểu của chúng ta là kiểu plot. Plot A, B. Trả ra kiểu plot 2.6 đâu. Mình có một cái phương thức nè, phương thức hai tham số nè, double. Double. Mình khai báo chỗ này plot. Nếu như mình khai báo chỗ này double thì không vấn đề đúng không? Rồi, double, không vấn đề. Các bạn coi thử nếu như mà mình sử dụng kiểu plot thì mình phải chèn dữ liệu vào như thế nào là ok. Kiểu số thực ha. Xem thử nào. Rồi, kiểu plot, rồi kiểu long. Như vậy, trong này chúng ta có hai tham số vào, ba tham số đầu vào, hai tham số kiểu double vào. Đều tính được hết. Cùng tên là cộng, nhưng mà muốn cộng kiểu gì cũng được. Nó chạy hơi chậm ha. Chậm quá. Thế là nó bị gì á, không hiểu. Cái vụ đó thầy nghĩ luôn. Rồi 6, 12, 7.3. Bây giờ chúng ta thử thử ba con số. Ví dụ như 2.5 F 4.7 F 6.8 F.
Được chưa? Ok. 14. Vậy thì khi các bạn tính đối với lại cái phương thức của chúng ta là giống nhau thì các bạn có thể là đổi kiểu hoặc là thay đổi số lượng tham số thì nó sẽ có một cái phương thức cùng tên mà mình có thể sử dụng được. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp cái phần tiếp theo.